em thấy là nó cũng ngỡ ngàng thiệt sự á chị. Thật sự con mình mà thì mình rất là tưởng tượng chứ. Trời ơi, chắc sẽ bé như thiên thần như trong phim á. Lúc mà em xem rất là nhiều cảnh sanh đẻ, thấy đưa đứa bé rồi sạch sẽ trắng trẻo, cất tiếng khóc rồi đó, rồi dễ thương lắm nha. Tới lượt con mình, trời ơi, khác xa với tưởng tượng của em thì không nói nhiều đi, nhưng mà ảnh khóc quá trời luôn chị ơi, mà ảnh không có trắng.